Anh nhảy nhá. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Ấy giờ cho xếp lên xe đây nhỉ? Ô mấy thanh niên này lớn lớn, ra chú nhờ một tí. Nhá. Có cần phải mở cái kia không em? Cái kia chắc không phải mở đâu anh. Đây. À. Ai chào lên đấy trước đi. Sự chào đi. Cháu sự xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. À thưa bác, hôm nay là một ngày mà phải nói là nắng lung linh và đẹp lung linh luôn. Và hôm cô bác theo dõi được những thước phim trước ấy thì cũng đã biết rằng là mái, cái phần mái hiên của bác thì sau khi mà có một bác mạnh thường quân là lừa cháu Lực ấy thì là được bà án phạm và để đấy thôi, để xuống tí buộc thôi được không? Đây tí dài quá nhỉ? Ôi dạ để lên trên thôi. À để trên không? Tí lại Hải bị xử thì đút cái vào trong cái khe kia đâu. Đây đúng rồi. Đây tí mình lấy buộc luôn. Không được à? Không để lên trên ấy, lừa để hẳn lên trên cho đuôi nó ở kia xong rồi tí buộc trên là được. Vâng. Vâng. Đấy, từ dưới này thì là phải lấy thêm xe để mà chở lên đúng không bác? Ở đây thì nếu mà dùng xe máy chở đi thì cũng rất là lâu. Cho hẳn vào trong ấy. Tí buộc ở trên này. Đấy. Nhờ mắc à. Được rồi nhỉ? Sao? Nóng không anh ạ? Nóng rồi. Em xử lý xe ở trên ô tô là xếp sắt. Cái nào sửa thì sệt. Ôi nóng. Ôi nóng quá. Nóng nhờ. Hôm nay thì là một cái ngày mà thấy là khá là nắng nóng của bác ạ. Sát vừa mới để đây một lúc mà cảm thấy bây giờ là sờ vào là rất là bỏng tay luôn rồi. Cái sát này thì cháu Lực cùng lấy là rất là dày các bác ạ, sát này. Ở đây thì nếu mà các bác biết về vật liệu ấy, thì sát hộp là 1 ly 4 ấy, thì là nó dày như nào rồi. Ở bên kia còn một cái cuộn cuộn BMW nhá. Ủa nóng quá. Để trên này đó nhỉ? Dạ. Sát này có thợ lên bán à? Sát này tí thợ người ta sẽ đi làm luôn. Mình vận chuyển vào trong. Còn gọi là những cái nào mà mấy anh em tự làm được các bác thì là sẽ tự làm, còn cái nào mà không làm được thì là sợ thế làm. Thí dụ như bây giờ mình khoán người ta thợ lấy đủ gọi là sắt từ đây lên trên nhà em xử thì người ta lấy công rất là cao, thành ra là cái việc này thì cháu Lực sẽ tự làm luôn. Cùng với lại thêm là mấy anh em nữa. Sắt này cảm giác để như một lúc là nóng rất là nhanh. Làm gì? Em định đẩy xuống dưới một tí.
vật liệu này thì là ở trên ở dưới xá đấy các bác, thì là người ta không có bán đâu. Bao nhiêu cây rồi chị? 1, 2, 3, 4. Cái còn là tôn đó anh ạ. Ô thì cái kia tí mình buộc kiểu nào đây anh nhỉ? Cái kia tí mình buộc kiểu nào đây nhỉ? Mình buộc nó ép vào cái kia được, không nó di chuyển. Nhà xử nó ra không? Này bây giờ ui nặng nặng phết đấy chứ nhở. Ui cắt tay em ạ. Thôi tránh ra một mình anh bác thôi, tránh ra tránh ra. Ra đây. Có cả đám ơn tiêm bú rồi. Anh em xem có cái rẻ nào. Thì đứt tay lại mất một con gà nhặt xử cũng. Ui không phải dạng vừa đâu anh ơi. Hai người nhấc đầu này lên, nhấc dưới này lên rồi đưa dần cho xử thôi. Không lấy cái dây, lấy dây kéo. Không cần dây đâu em, tí đẩy đây lên thôi mà. Thoải mái nhấc đây này. Từ từ đây. Anh nhảy ra. Được rồi. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Để xuống không? Từ từ em để cho cháu đi. Em để cháu đi, nhấc 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 mình để cháu ra. Cháu. Cháu lên nữa là nó đi vào được. Rồi, đây được rồi. Được em ơi. Ôi, được rồi. Vừa luôn một cái khung khung xe luôn. Còn là cái này. Cái này nếu mà dùng xe máy để chở chắc là không chở được đâu nhỉ. Không biết là lấy sắt này về để làm gì được không? Có. Có à? Nếu mà không bảo trước thì chắc là không biết rồi nhỉ. Bây giờ thì đi lấy dây co buộc nhỉ. Anh Khơi, anh lấy cái đống dây co kia vứt cho em á. Ở trên là cái chỗ mà em để hay để đâu á. Đúng rồi anh. Cái này thì tí chỉ đến điểm trường thôi nhờ. Mặc dù là vẫn có cái đường lớn lên trên nhà của em xử rồi cô bác, nhưng mà người ta được mấy đào, thành ra là ô tô người ta không có dám đi đâu. Nó cũng sợ lún này kia. Có anh, từ cái đoạn này đi tí chỗ nào mà mình ấy thì mình
Nhưng mà cái này à, dưới kia còn một cuộn sắt nữa nhá. Sử ơi, thép B40 kìa. Hôm nọ nhà mình có cái dây dây to to à. Sử ơi, em mở cửa ô tô cái ra có một cái để buộc ấy, đi đi. Đây, mình không phải lấy cái này để buộc nữa em ạ. Đấy, bỏ ra đi. Trên ô tô người ta có dây để buộc này. Thấy không Sử ơi, mở cái bên này. Mở đâu? Đẩy lên, đẩy cửa lên. Từ nhá, để anh. Có vẻ như là em mở cái này. Thôi chả cần mở nữa, ô tô trèo luôn. Cho nhanh, nóng thật đấy, vào trong này. Ô, không biết là dây để đâu rồi. Không biết là dây anh ở đâu rồi nhỉ? Sử ơi, Sử tìm ở bên ngoài xem có không? Thấy không? Không thấy à? Thế là dây co buộc thôi nhỉ? Xe qua trên nóc này không? Không có, chắc là... À, để đâu rồi? Lại phải lấy cái dây này buộc thôi. Trận này mình phải buộc nhiều ấy Sử ạ. Nhiều dây vào. Em ơi, anh em mình buộc từng dây một thôi. Đây, em nào kéo dây kia nhá. Đây thì anh. Được không? Được rồi. Có buộc thêm dây đâu nhỉ? Được chưa? Rồi, thế thì bây giờ anh em mình ra lấy cái cuộn sắt B40 kia nữa. Đây, còn cái cuộn sắt này thì cháu Đức sẽ đem lên để mà xem là chỗ chuồng gà của nhà em Sử liệu có hàn được không. Nếu mà hàn được thì thả gà vào trong đấy, không cần phải dùng cái sắt kia nữa. Còn nhưng mà nếu mà không có được ấy, thì cháu được sẽ làm phần sân nhà cho em Sử để cho trộm người ta không vào được. Từ em này lăn lên kia đâu nhá. Phải lăn. Nhá.
Em nhấc xoay xoay cái đầu lại. Xoay xoay bên đây. Dựng ngưỡng lên ạ. Giờ là phải nhờ thêm người rồi đấy. Thưa các bác, vừa rồi thì là anh Sơn cũng hộ cháu Lực là chở lên trên này rồi. Một tí này thì sẽ hỏi anh xem là tiền cước mà hôm nay anh chở từ dưới kia lên thì anh sẽ lấy bao nhiêu. Mặc dù là ít đồ của bác ạ, nhưng mà nếu mà để mà chở ấy, thì người ta không ít khi là chở lên này người ta phải đủ tiện chuyến thì người ta đủ một chuyến thì người ta mới lên. Ít hay nhiều thì người ta vẫn lấy là cước như thế. Bây giờ thì bóc ra đó. Có mở được cái nắp đằng sau không anh nhỉ? Nhiều phết mà. Nhiều lên quá. Lên đây Sửu ơi. Lên đây. Lên đây. Bác quần này em nhằm xuống dưới đi. Quần này này. Tính ra này làm cái mái này còn tốt hơn cả làm cái mái nhà ấy, mái hiên này, sắt này, sắt nó nhiều quá. Để làm cái phần để làm mái hiên đây. Tí làm một chuyến cước lên đây là mất đôi gương. Đây à, đôi gương xe đấy. Cái sắt này thì nó là dày quá các bác, dày ấy. Cho nên là ném như thế này cũng chẳng có sao đâu. Thả đi xuống kia, anh của em thả xuống kia đấy. Thả bên nữa anh ạ. Dưới cũng anh nhấc thả đi xuống kia đấy. Này đường này xe chưa vào được đâu nhỉ? Nếu mà vào nếu mà vào là lên trên kia là không có chỗ quay đầu đấy. Đường đi đường không mấy đào quá.
Em bỏ giấy, có giấy con ra đấy. Bác ơi, bác ném xuống. Bác ở đâu? Đằng à? Vâng, cả hai người đẩy xuống ấy. Nào. Sư ơi, em nhấc cái đầu kia, nhấc cái đầu kia xong thòi ra. Anh có bận đi không? Anh có bận không? Anh em làm nước nồi đây. Bây giờ không uống à? Làm tí nước đây. Sứa uống nước à, sứa ơi. Thái lòn. Làm nước quá, bây giờ uống. Nhiều sát thuê nhỉ? Này lấy mười mấy hai mươi cây. Dạ. Làm cả dao luôn à? Em định tính là làm cả rào luôn, lấy cả lê sắp đến 10 ra ấy. Ngôi nhà trước anh hỏi em chở vật liệu ấy. Anh chở mày làm cái mới không? Chưa. Cái mới chưa anh, mới chắc phải ở mấy hôm nữa, nhưng mà mấy hôm nữa chắc là mấy anh em mình vẫn phải đồng hành cùng nhau anh ạ. Ok. Đây. Nước xử. Anh ơi anh. Cho anh xin chai nữa. Nó lọc. Tiền cước bao nhiêu anh? Thôi thật cước thì lấy em gì. Đó. Nhưng mà xe anh chạy nước à? Em gì không nọ, được trước chở vật liệu cho là em gì đó. Anh Sơn thì trước cũng chở vật liệu cho chống lực cô bác ạ. Ở trên này thì chỉ có mỗi anh là chạy vật liệu là nhiều thôi. Thì nếu mà sau này có cái chương trình gì lại anh em lại tiếp tục là đồng hành với nhau. Thì chuyến này lên thì anh Sơn bảo là không lấy tiền cước. Ở đây thì từ dưới xá lên trên này thì ít nhất là người ta lại phải lấy tầm độ 500-600 anh nhìn đây nhỉ. Mặc dù là có ít thôi cô bác ạ, hàng sắt có ít thôi ấy, nhưng mà ít khi không ai muốn chở ít cả, người ta muốn chở tiện chuyến lên để mà người ta lấy cước cho nó đúng luôn ấy. Thêm cảm ơn nhá, hôm nào anh em mình làm bữa gà thôi nhỉ. Hay còn từ trong này vào thì là xe ô tô là không có vào được cô bác ạ, do là đường người ta vừa mới đào ấy thì bắt buộc là phải lấy vác đi. Mỗi lần đi thì sẽ được là 2 cây thôi. Tại vì đường đi cũng khá là xa đấy. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tầm bao nhiêu cân hả sứ? Không biết à? Sắt này thì là chắc là độ tầm là mỗi anh em là tầm 5 chuyến là hết của bác ạ. Cái chỗ ở phần phía bên kia các bác thì cũng dốc quá, thành ra là ô tô người ta không dám đi. Với lại là có những chỗ là người ta đào là chưa có đủ đâu, đi sợ bị lún đấy. Chỗ này đường vẫn còn
chưa được khô máy nó xử nhờ. Xe máy đi là vẫn còn bị ba rất là nhiều. Đi một tí rồi cảm thấy là mỏi hết cả chân rồi. Này văng một phát là đến nhà của Sử luôn không? Sử ơi, nghỉ ngơi đã. Sử thì đi rất là nhanh các bác ạ. Cũng không nặng máy đâu nhưng mà đi nó mỏi chân thôi nhở. Hai mươi cân thì chơi đến đâu các bác ạ, thế nhưng mà thì nó còn cồng cành ấy, xa. Cái đường này mà ô tô người ta vào được ấy thì là vào đến tận kia thì không phải rác rồi nhỉ. Đi chưa? Cảm giác như là đôi khi đi xe máy đi rất là nhanh quá ạ. Nhưng mà đi bộ thì vác thêm mình một chút đồ nữa thì là đi mãi không tới. Hỡi những người chú chỗ này này, bị đất nó lún quá thì ra là người ta không dám lên là đúng rồi. Cái thời tiết mà nó sắp mưa thì ra là rất là oi các bác.
Ta vai là má. Sao không đợi kịp em xử với cô bác ạ? Nhanh nhanh hơn một tí nữa. Mai Hiền ạ. Hôm nọ là sử định bảo là trồng phân dưới kia kìa. Đấy, nhưng mà chắc là không trồng được dưới kia đâu. Đấy, tại vì có nhiều các bác ở trên kênh nói rằng là trồng ở kia thì nó là cái đất mượn đấy, sợ rằng nó bị sạt đấy. Nó bị sạt là sau này nó kéo cả tôn lên xuống hết. Thành ra là mình sẽ đào trên này. Đấy, khi mà vận chuyển xong ấy thì mình sẽ đi xuống lấy thêm xi về để mà tráng lại, láng lại cái phần nền này một chút. Xem là chỗ nào mà thấp quá ấy. Anh em mình nghỉ ngơi một chút rồi thì sẽ lại tiếp tục là đi ra bên kia để mà vận chuyển nốt ra xác con lai. Cảm giác như cái con đường này mình đi xe thì nhanh nhở. Vâng. Đi bộ thì phải nói cho các bác là cái cảm giác mà vừa mỏi vai này, xong là vừa mỏi chân nữa đi. Mặc dù nó không nặng mấy đâu các bác. Vác độ tầm 2 cây là nó vừa sức rồi. Ở trên này thì có ca Thắng kia có ở nhà không? Nhà không ở hết rồi. Ngồi à? Sợ đi làm ruộng hết rồi nhà vào mùa này ấy. Vâng. Hải thì em ấy đi học nhỉ? Vâng. Hải thì đi học, thành ra là cũng không có ở nhà phụ mấy anh em được các bác. Nếu mà như em Hải ở nhà thì chỉ có thể vác được một cây các bác ạ.
đấy, tầm tuổi sức của em Hải đấy. Có thể là nếu mà như các bạn ở dưới xuôi thì cái sức bền đấy các bác, sức khỏe thì có nhưng mà cái sức bền thì không thể bằng được là các bạn nhỏ trên vùng cao được. Các bạn nhỏ trên vùng cao thì hầu như là vừa mới sinh ra thôi thì đã đi theo bố mẹ để mà đi lên nương, lên đồi rồi. Có khi là học tầm lớp 1 thôi đã leo lên cái quả đồi mà rất là xa. Đấy, và ở đây thì bà An Phạm cũng có nói với cháu Lực rằng là những cái đồ này các bác thì lấy đồ mà đồ gọi là đồ xịn nhất. Có thể là cái sắt này thì nó sẽ có loại hai loại mức loại giá các bác. Một loại thì nó sẽ rẻ hơn, còn một loại nó sẽ đắt hơn. Cái loại ly mốt thì nó sẽ rẻ hơn, còn ly tư này thì là nó đắt hơn. Và cái lượng sắt, cái sắt của nó dày hơn các bác. Thì các anh em mình lại đi thôi nhỉ? Anh em mình tiếp tục là đi chắc là đến chiều là hết rồi nhỉ? Nếu mà không hết để kia thì có sợ mất không? Không sợ đâu. Không sợ đâu à? Tại vì sao lại không sợ các bác? Vì là cái sắt này hầu như là bà con này là không ai có cả, không ai lấy về để mà làm nhà cả. Cho nên là người ta cũng sợ là không dám lấy đâu. Lấy là cái là bị phát hiện luôn. Cái đất ở phía bên này thì không phải là của nhà sử đâu nhở? Chỗ này ấy. Nếu mà cái chỗ này phải thì cái cuộn sắt B40 anh lấy về ấy, thì là quay lại thì thả gà cũng được. Cái tuy nhiên thì nếu mà không phải thì anh sẽ tính cái phương án khác sau nhá. Cái gì ấy chứ? Đá này đẹp quá. Đá này à? Ừ. Thấy tảng đá này đẹp quá. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra. Thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Thế đây tầm á? Sở thu á? Trăm khen mà. Thưa cô bác, có biết là cô bác còn nhận ra không? Đây là em bé Khánh cô bác ạ. Bố thì mất rồi, mẹ thì là bỏ đi là lấy chồng mới từ lúc rất là nhỏ. 3 tháng tuổi là bỏ đi. Ở này ổ tưng ổ xước phải hả chị nó? Đấy, bà thì đi cô bác này còn pha theo là một bình sứa nhỏ với lại thêm là thạch nữa. Thạch thì chắc là để bé Khánh ăn thế nào ấy. Bé đang đắm cho mam ấy. Tầm mam này à? Đắm cho mam ấy. Rồi ơi. Khánh. Tôi khen ơi. Sao buồn ngủ sao cô bác? Đáng yêu quá cô bác ạ này. Rất là tội cô bác. Rất là tội cho một cái cậu bé mà bây giờ thì bà đi đâu thì là đều đi theo đấy cả. Đây Tấm A sau này lớn lên lại một cậu bé mà không có bố không có mẹ, sống lớn lên bởi là bàn tay của ông bà là chăm sóc thôi. Trong cái thời tiết mà nắng nắng như thế này, bà đi vun ngô đấy thì là còn điệu theo để mà đi cô bác này. Mặc dù là bà thì không có như kiểu dạng là ti để cho mà ủ sứa đấy cô bác. Thế nhưng mà mỗi lần đi là pha đeo cái bình sứa, cái bình sứa, sứa bột ở ngoài đấy. Em dùng thì cái đợt mà cháu mất thì cháu Lực cũng đã chia sẻ cho các bác biết rồi. Cháu Lực cũng đã động viên em rất là nhiều lần rồi rằng là em còn trẻ ấy, thì là cái việc mà đi bước nữa thì là vẫn phải gọi là đi thôi, có duyên với ai thì đi. Thế nhưng mà em ấy đi rất là sớm, đi lại còn bỏ người con là bé Khánh được có 3 tháng thôi cô bác đã bỏ đi rồi. Làm gì đây đây? Hả?
Ra đây là bình ra đây. Đây. Chú bảo, cái này là cái gì đây? Hả? Cái gì đây? Khoanh tay cái nhỉ? Chào ấy, chào con bà cái nào. Con chào con cô bà. Ô, chào con bà. Con chào các ông các bà. Con chào các cái bà. Rồi. Con hôm nay không đi học à? Đi. Đi học á? Phải. À. Bạn này thò lò thế nhỉ? Biết chào không? Biết nói chuyện tiếng phổ thông không? Không biết à? Biết nói tiếng phổ thông không? Đây bye bye nào. Bye tay chào các bạn nào. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nào, bạn kia. Bye bye. Thôi các bác ở dưới này thì còn một nửa đâu các bác ạ. Cháu Lực sẽ cùng em Sử là cố gắng để mà vác được, vác xem là hết hôm nay thì có hết không. Đấy, nếu mà không hết thì là ngày mai sẽ tiếp tục là vác hết, vác sau các bác ạ. Sắp này thì nếu mà không vác hết thì một tí cháu Lực sẽ gửi xuống cái điểm trường này các bác này. Gửi xuống điểm trường này không sợ, sát này thì không sợ mất đâu các bác nhé. Ở trên bản làng ấy thì là không có ai để mà không ai người ta mua sắt này về để mà làm cả. Đấy, thành ra là không phải sợ mất đâu. Đấy, còn và một lần nữa thì xin được cảm ơn tới bà An Phạm rất là nhiều. Chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà đã luôn luôn yêu thương em Sử. Sử có một lời nào cảm ơn bà không? Có. Cháu Sử cảm ơn bà An Phạm. Con chúc bà thầy con gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Mệt là mệt một chút nhưng mà đổi lại thì mình sẽ có một cái mái hiên. Một cái mái hiên đẹp để mà che thêm mưa nữa thì không sợ mưa là ướt vào nhà nữa. Dạ. Thì mình có thể là để đồ ở bên ngoài thì không lo là bị ướt cả. Dạ. Đấy. Còn thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác. Chắc là cháu Lực cũng sẽ cùng em Sử là vận chuyển thêm là vài chuyến nữa. Nếu mà không hết thì để ngày mai tiếp tục là vận chuyển sau. Đấy, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Cháu Sử chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Mm-hmm.